thầy rất ghét kiểu này nhá. Này, Ethanagon được xong một tí nữa hỏi CO2. Học sinh viết phương trình. Lẫn lộn luôn. Alcohol được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men hiệu suất toàn bộ quá trình đây rồi. Tinh bột là C6H10O5. Thầy rất ghét kiểu này nhá. Này, Ethanagon được xong một tí nữa hỏi CO2. Học sinh viết phương trình. Lẫn lộn luôn. Nhưng mà như thế nó đánh lừa, nghe nhỉ? Toàn bộ quá trình là 90%, đây là 0,9 đâu. Thế là CO2 này hấp thụ vào nước vôi trong này. Thu được kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3 này. 330 mà chia cho 100 là bằng 3,3 đúng không? Và dung dịch X. Biết rằng khối lượng của dung dịch X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132, giảm nhé. Thế là liên quan đến delta M này. Các bạn nhớ cái công thức này, delta M thì bằng M vào trừ M ra. Cái này đúng với mọi bài nhé. Công thức này đúng với mọi bài. Thế nó áp dụng vào trong bài này này. Thì delta M đây là khối lượng giảm đi 132, vậy chỗ này phải là âm 132 đúng không? Thì bằng này, M vào cái gì vào? Cái gì vào? Cái gì sụp vào CO2 lần thằng CO2 đúng không? MCO2. M ra là cái gì? Là kết tủa CaCO3 này, 330 gam. Thế thì từ cái chỗ này thì mình sẽ tìm được số mol CO2 đúng không? Đúng không? Mở máy tính không? 330 trừ 132 trừ 44 4,5. Số mol CO2 anh ta 4,5. Ok chưa? 4,5. 4,5, vậy suy ngược này, 4,5 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia. Ok chưa? 4,5 này chia 2 này, chia 0,9 này bằng này 2,5. 2,5 mà nhân với 162. Dễ mà, bằng 405. Dễ chưa? Nó có lằng ngoằng đâu các em. Dễ mà, dễ ạ. À?